Ứng dụng TikTok, nền tảng xã hội được sử dụng nhiều thứ 6 trên thế giới, với hơn 1 tỷ người truy cập mỗi ngày, hiện đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các nước vì mối lo ngại rằng dữ liệu người dùng có thể được cung cấp cho chính phủ Trung Quốc, thậm chí ứng dụng này cuối cùng có thể được Bắc Kinh vũ khí hóa để phục vụ mục đích thông tin. Tuy nhiên thì theo một số các chuyên gia và những người ủng hộ quyền tự do dân sự, cuộc chiến cấm TikTok có nguy cơ áp đặt các giới hạn quá mức đối với quyền tự do ngôn luận và kinh doanh tư nhân. Vậy mối đe dọa từ TikTok nghiêm trọng đến đâu và người dân Mỹ và châu Âu có thực sự cần lo lắng về nó hay không? Mối bận tâm chính của giới chức phương Tây khi cấm TikTok là về vấn đề bảo mật dữ liệu. Họ đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ thông tin người dùng có thể lọt vào tay chính phủ Trung Quốc. Đến nay, Quốc hội Mỹ, Nhà Trắng, quân đội và hơn một nửa số bang tại Mỹ đã cấm TikTok vì lo ngại rằng công ty mẹ của nó, ByteDance, sẽ cung cấp dữ liệu người dùng như lịch sử, duyệt web và vị trí cho chính phủ Trung Quốc hoặc quảng bá những thông tin có lợi cho Bắc Kinh. Một đạo luật được Trung Quốc áp dụng từ năm 2017 yêu cầu các công ty phải cung cấp cho chính phủ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan tới an ninh quốc gia. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy TikTok đã chuyển những thông tin như vậy cho chính phủ. Song giới chuyên gia cho rằng lượng dữ liệu người dùng mà ứng dụng này thu thập là vô cùng lớn, nên hoài nghi được cho là hoàn toàn có cơ sở. Ngoài ra, một số chính trị gia Mỹ bày tỏ lo ngại về các nội dung lưu hành trên TikTok rằng chúng có thể gây hại cho sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. TikTok khiến tôi lo lắng vì một số lý do khác nhau. Một là dữ liệu mà họ có, thứ hai là thuật toán và quyền kiểm soát, Thứ ba là ảnh hưởng rộng khắp như chúng tôi đã nói trước đây. Cùng với Mỹ, nhiều quốc gia phương Tây như Canada và EU cũng đã cấm TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp. Tại châu Á, một loạt quốc gia đã áp đặt các hạn chế đối với TikTok. Và năm 2020, Ấn Độ áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với TikTok và hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc với lý do lo ngại về quyền dương tư dữ liệu và an ninh quốc gia. TikTok cũng phải đối mặt với lệnh cấm tạm thời đối với tất cả người dùng ở Indonesia, Bangladesh và Pakistan do phát tán nội dung mà chính phủ cho là không phù hợp. Mới đây nhất, 25 bộ và cơ quan chính phủ của Australia ban hành lệnh cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc. Phản ứng trước lệnh cấm, đại diện TikTok bày tỏ thất vọng khi các cơ quan và tổ chức chính phủ đang cấm TikTok trên các thiết bị của các nhân viên mà không có sự cân nhắc hoặc bằng chứng nào. Cũng theo TikTok, việc Mỹ cấm nền tảng xã hội này cũng là cấm xuất khẩu văn hóa và các giá trị của Mỹ đến hàng tỷ người đang sử dụng dịch vụ của TikTok trên thế giới. Nền tảng này cũng khẳng định đã chi hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ để củng cố bảo mật dữ liệu của người dùng trước những nghi ngại về nguy cơ dò dỉ. Được biết, chỉ riêng tại Mỹ đã có khoảng 100 triệu người dùng TikTok, trong đó 2 phần 3 là thanh thiếu niên cho đến nay thì các hạn chế đối với TikTok ở Mỹ mới chỉ dừng ở cấp tiểu liên bang và liên bang và tập trung vào việc cấm ứng dụng này khỏi các thiết bị do chính phủ cấp. Ngoài ra không có lệnh cấm nào khác được đưa ra. Tuy nhiên thì mới đây các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và dân chủ Mỹ tiếp tục trình quốc hội dự thảo luật nhằm trao cho tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng chia sẻ video TikTok đối với tất cả các người dùng, một động thái có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Dự luật có tên là hạn chế các mối đe dọa bảo mật gây rủi ro công nghệ thông tin và truyền thông do Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện và Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Tune soạn thảo. Trong một thông cáo, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan hoan nghênh dự thảo luật sẽ cho phép chính quyền liên bang cấm các chính phủ nước ngoài khai thác các dịch vụ công nghệ theo cách có thể xâm phạm tới dữ liệu người dùng và an ninh quốc gia Mỹ. Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã thông qua đạo luật gian đe đối thủ công nghệ của Mỹ, gọi tắt là Data, cũng cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden cấm TikTok cùng các ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, phe Dân chủ tại Hạ viện phản đối Data cho rằng động thái này vội vàng và cần được tham vấn kỹ càng với các chuyên gia. Đối với TikTok, chúng tôi thấy có một số vấn đề và có một cái giá sẽ phải trả theo một cách nào đó, TikTok đại diện nhiều hơn trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei bị cấm vì nó dễ, nhưng TikTok sẽ khó hơn. Theo các nhà quan sát, bất chấp nỗ lực của các nhà lập pháp về một lệnh cấm hoàn toàn TikTok ở Mỹ, khả năng xảy ra một động thái như vậy là thấp, bởi nó đồng nghĩa với một sự can thiệp mạnh mẽ vào khu vực tư nhân trong một lá thư gửi các nhà lập pháp liên bang, liên minh quyền tự do dân sự Mỹ đã lên tiếng phản đối lệnh cấm hoàn toàn đối với TikTok, cho rằng điều này tước bỏ quyền tự do ngôn luận và biểu đạt theo hiến pháp của người Mỹ. Mặt khác, nếu một động thái như vậy diễn ra, nó sẽ phải đối mặt với thách thức tại tòa án. Thật khó để tưởng tượng TikTok hoặc bất kỳ ứng dụng phổ biến nào khác bị cấm trên khắp nước Mỹ. Có một số vấn đề liên quan tới bước đi này. Đây là vấn đề chưa từng có tỷ lệ. Vì vậy tôi nghĩ trên thực tế, điều đó cực kỳ khó và có lẽ không thể xảy ra. Sau vụ khinh khí cầu nghi do so thám, Mỹ đang ngày càng cảnh giác hơn với các dữ liệu an ninh và hiện có khả năng các nhà lập pháp Mỹ sẽ yêu cầu Biden bán TikTok cho một công ty Mỹ. Đây là một điều thiếu chút nữa đã xảy ra trong năm 2020. Và giám đốc điều hành TikTok, Seo Chu dự kiến sẽ xuất hiện trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ trong tháng 3 này để điều trần về các hoạt động bảo mật dữ liệu của công ty.